Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 7, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chính thức được tăng thêm 15% mức hưởng theo Nghị định số 75 của Chính phủ mới ban hành. Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng cùng với các đơn vị liên quan đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức mới để người hưởng được nhận chế độ nhanh nhất, kịp thời nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay, ông Phan Trí Đức, cán bộ hưu trí đến Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Đà Lạt để nhận lương hưu. Lần này mức hưởng lương hưu của ông Đức được tăng lên 15% theo Nghị định 75 của Chính phủ. Điều này khiến ông Đức cũng như những người hưởng lương hưu hết sức phấn khởi. Cũng cảm ơn cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người được hưởng chế độ hưu trí là đã có một mức tăng lương hưu nhất định. Vấn đề tiêu dùng thì cũng tùy từng người một. Nếu mà mình chi tiêu mà có tính toán hay cân nhắc thì ở mức độ nào đó mình cũng có thể là đáp ứng được. Nhưng mà nếu mà hoang phí thì có tăng thì cũng không chịu nổi. Nhưng mà nhìn vào cái mặt bằng chung thì tăng lương hưu thì tất nhiên sẽ giảm rất nhiều khó khăn cho những người mà lãnh lương hưu trí. Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 27.800 đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng 15% được chi trả tại 172 điểm, tại 142 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền chi trả trên 180 tỷ đồng. Cũng theo ngành chức năng, thời gian chi trả tiền lương hưu cố định từ ngày 5 đến ngày 7 của tháng. Ngoài lương hưu hàng tháng, người hưởng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian nghỉ hưu để được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả với mức hưởng là 95%. Bảo hiểm xã hội thì nó có rất nhiều thuận lợi cho cuộc sống. Tại vì là người già này, khi mà về già rồi thì có cái đồng lương, có chế độ lương hưu trí thì cũng đỡ phiền hà cho con cháu và đồng thời cũng đảm bảo được cuộc sống nó ổn định cho đến tuổi già. Để đảm bảo công tác chi trả lương theo mức mới đúng quy định, trước đó Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành rà soát các đối tượng cụ thể, đối chiếu danh sách để có sự điều chỉnh phù hợp. Song song đó phối hợp với các đơn vị, tổ chức tín dụng, ngân hàng địa phương tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân bằng nhiều hình thức, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt và hỗ trợ chi trả qua tài khoản ngân hàng. Thì tụi em sẽ lưu động theo các cái điểm chi trả của phường luôn. Dạ, cho nên là nó rất là linh hoạt trong cái công tác mà mở tài khoản và chi trả cho các cái đối tượng mà nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Về điều kiện thì là hầu như là chỉ cần có mang theo căn cước công dân thôi. Đó là những đối tượng đó thì là đã có từ các cấp trên rồi thì là nó thông tin thì nó cũng đã rõ ràng rồi. Còn về phía BIDV thì tụi em miễn phí toàn bộ các dịch vụ cho những cái đối tượng này. Dạ, thay vì là những có phí quản lý tài khoản, phí rút tiền tại ATM thì tụi em miễn phí, dạ, suốt 3 năm. Dạ, và có những dịch vụ thì miễn phí trọn đời luôn. Khi mà các bác tới nhận tiền là các bác thường sẽ có một cái sổ lương và các bác sẽ bỏ lên và theo thứ tự tụi em theo cái đó, theo danh sách và phát tiền cho mấy bác thôi. Và các bác sẽ có nhận hình thức là tiền mặt hoặc là chuyển qua tài khoản. Ở đây tụi em chỉ phát tiền mặt thôi. Còn tài khoản là từ ngày 5 tới ngày 15 á. Nói chung là từ đầu tháng cho tới giữa tháng thì em sẽ chuyển tiền lương. Nhưng mà đa số là trước ngày 5 bác sẽ nhận được hết rồi. Chi trả ở tại điểm là tụi em chỉ chi trả một ngày thôi. Còn những ngày về sau là phải ra bưu điện để phát nhận tiền ạ. Tăng lương được xem là nguồn động viên lớn lao cho những người về hưu. Việc tăng 30% mức lương cơ sở, 15% mức lương hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới sẽ tạo sự phấn khởi cho các đối tượng, trong đó có cán bộ hưu trí. Khoản thu nhập tăng thêm từ việc tăng lương sẽ giúp cuộc sống của họ từng bước ổn định hơn. Đây cũng chính là những chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong việc tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội để từng bước có được cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi về già.